Theo Đài khí tượng Thủy văn quốc khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, từ đêm ngày 22 tháng 10, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa rông, có nơi mưa to, thời tiết chuyển lạnh, có nơi rét. Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt dao động 23 đến 26 độ C, mát về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 27 đến 30 độ C. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn nên chiều ngày 22 tháng 10, Hà Nội có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh về đêm và sáng sớm. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10, Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm không mưa, thời tiết lạnh, mức thấp nhất trong ngày là 24 tháng 10 là 20 đến 21 độ C.